nguyên tắc để mà cắt tỉa cây mai sau khi trưng Tết không à, bố? Không. Dù giờ như cái cây mai nhà đang xài một cái cây mai dáng long dáng như thế này, sau đợt Tết trưng hôm nay là đến mùng 9 Tết rồi, cho nên là cũng đem ra ông nội, đem ra ông nội cắt tỉa lại. Thì thưa quý vị, ông nội sẽ chia sẻ với quý vị một số cái phương pháp để hy vọng là năm tới là chúng ta có được cây mai cũng đẹp để tiếp tục trưng vào ngày Tết. Trước hết người ta lưu ý là khi mà cái hoa nó nở là chúng ta phải cắt cho nó cụt hết cái như thế này, bởi vì nếu mà chúng ta không cắt như thế này mà chúng ta chỉ có bẻ đi như thế này thôi, bẻ đi như thế này thôi thì kết quả của cái hoa mai nó ở trong này nó sẽ bung ra này, và cây mai nó tiếp tục có nuôi quả đó, cây mai nó suy rất nhanh. Cây mai khi mà qua Tết mà chúng ta không tỉa hết đi để chúng ta dưỡng nó lại thì nó suy rất là nhanh, mà mai suy nó bị bệnh thì rất là khó chữa. Đó là cái tỉa tỉa bông, còn tỉa cành thì thí dụ như những cái cành đây này, nó mọc sát nhau này thì chúng ta sẽ chọn cành nào thưa hơn, và chúng ta sẽ định hình là chúng ta sẽ uốn cành này nó đi về hướng này. Thí dụ như cành này, hai cành này là nó mọc ra ở trên một cái tán như thế này thì tôi sẽ cắt đi, tôi sẽ cắt bỏ vì nó không cần thiết đó. Đó, chẳng hạn như cành này là nếu mà để cho nó lên thì nó sẽ phá cái bộ cũ của chúng ta đi, phá cái dáng của cũ của cây mai đi, cho nên chúng ta cắt bỏ đó. Rồi những cái cành như thế này, cái cành này là nó sắp sửa nó đè lên này, nếu cái cành này nó ra dài thì một là nó phải nằm ở dưới này thì nó sẽ bị cái cành này đè lên thì nó sẽ không có nắng, cho nên là cành này không có tác dụng gì là trong tương lai, là chúng ta phải cắt đi đó. Đó, chúng ta sẽ lựa cái thế để trong khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ định hình là cái cây mai sang năm chúng ta sẽ tạo những cái tán của nó theo cái hướng mà chúng ta muốn, cho nên là bây giờ chúng ta phải cắt đi đó. Chẳng hạn như cái cành này nếu chúng ta cứ để nó tiếp tục nó ra thì nó sẽ đua ra trước sớm sớm hơn cái thằng này, thì sớm muộn gì khi mà chúng ta tỉa cái nhánh này đi, tỉa cái tán này chúng ta sẽ phải cắt nó đi, cho nên là chúng ta cắt trước đi cho chắc ăn đó, và nó sẽ đâm ra đồng loạt với những cái nhánh cùng với cái tán của nó, chứ đừng có tiếc. Những cái nhánh mà chúng ta để lại nó ra lá rồi chúng ta để lại là những nhánh ngắn, còn những nhánh dài thì chúng ta cắt luôn cho ra lá mới. Đó, như cành này là không cần thiết này, là cắt bỏ này. Cành này là không cần thiết này, cắt bỏ này. Những cái cành nào mà nó có thể là nó bị chồng lên nhau, những cái tán nó chồng lên nhau thì chúng ta cắt bỏ. Chúng ta sẽ lựa cái tán nào đẹp hơn chúng ta để lại. Như bên này trống thì cành này chúng ta có thể để lại để nó vươn dài hơn những cành này, rồi sau đó chúng ta sẽ uốn nó. Thông thường thì sau khi cắt tỉa xong thì nhiều người vẫn thắc mắc là không biết là có phải thay đất cho cây hay là vô phân như thế nào. Thì trong quá trình này thì ba sẽ chia sẻ từ từ đến quý vị sau khi cắt tỉa xong thì những cái quy trình như thế nào để mà chăm sóc một cây mai sau khi mình trưng qua cái mùa Tết, sẽ gửi đến quý vị để quý vị có thể tự làm một cái cây mai ưng ý cho mình ở tại nhà, không phải mất công lo nghĩ là không biết cây mai mình nó có sống không và cắt tỉa như thế nào.
cách chăm phân như ra sao thưa quý vị? Các bạn biết đó là cái cây mai á, nếu mà các bạn thông thường thì ở Việt Nam mình nhà nào cũng muốn có một cây mai cho ngày Tết. Nhưng mà để mà có một cái cây mai tốt mà chúng ta chơi hàng năm á, thì chúng ta phải biết chăm sóc. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết chăm sóc mà chúng ta đi chúng ta thuê nhà vườn chăm sóc thì cái giá thành của cái cây mai á, nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như bạn có một cây mai trị giá khoảng 3 triệu thì khi mà bạn là nhờ mà người ở vườn họ chăm sóc cho bạn á, thì ít nhất là họ cũng phải tính bạn cái chi phí chăm sóc một năm, trong một năm là ít nhất cũng phải 1 triệu. Thì vì vậy cho nên là nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, mà cái nguy cơ cây mai nó không nở kịp Tết này, rồi cây mai nó chết này, rồi cây mai nó bị bệnh này, thì tất nhiên là nhà vườn người ta sẽ có trách nhiệm với cái cây mai của họ, của bạn mà khi mà họ nhận chăm. Tuy nhiên khi mà cây mai của bạn mà chết ấy, thì dĩ nhiên là họ sẽ đền bạn một cây mai khác, nhưng cây mai của bạn, cây mai cũ của bạn chắc chắn là sẽ là mất luôn rồi. Nhưng mà cái cây mai mà họ đền cho bạn là chắc chắn là sẽ không bằng cây mai của chính bạn. Hơn nữa là nó còn cái tình cảm của cái người chủ cây mai với cây mai mà chúng ta đã chơi nhiều năm. Vì vậy cho nên tốt nhất là bạn nên biết chăm sóc cây mai của bạn tại nhà. Đó. Vì vậy cho nên là chúng ta chăm mai á, thì chúng ta chỉ chú ý nhất là cái phân bón cho mai. Phân bón cho mai á, thì nó đòi hỏi là chúng ta phải sử dụng cái phân chuồng là nhiều. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên dùng cái phân đậu phộng á, tức là cái xác đậu phộng mà sau khi người ta ép dầu rồi á, người ta gọi là phân bánh dầu á, đó. Cái đó là tốt nhất. Nhưng tóm lại thì cây mai nó không có ưa phân vô cơ, mà nhất là phân đạm. Nếu mà bạn mà bón ure vào thì chắc chắn cây mai sẽ của bạn sẽ chết. Cho nên là nói chung chăm sóc cây mai thì nó không có khó, nhưng mà nó rất là mẫn cảm với thời tiết, nên nó rất dễ bị bệnh. Cho nên là bạn nhìn thấy có rất nhiều cây mai nó bị đen thân, rồi nó như là có một loại phấn đen nó bám chung quanh thân ấy. đó là những cây mai nó bị bệnh á. Mà cây mai nó bị bệnh mà nó suy rồi thì chúng ta rất là khó khắc phục, bởi vì cây mai nó là một cái loại cây mà nó có thể chết từ từ, chết lâu lắm, có khi là cả năm trời bạn mới thấy nó chết. Chứ khi mà nó bị bệnh mà bạn không để ý, bạn thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nó chết rất là chậm, chứ nó không như các loại cây khác. Cho nên là nói thì nói thế thôi, chứ còn cũng không ai hay hơn ai được ở cái cây mai này đâu. Cả những người thầy chăm mai cũng vẫn bị mai chết như thường. Còn thay cái chậu thì nói chung là các bạn cũng không cần phải thay chậu, nhưng mà phải thay đất cho nó. Cái chất trồng người ta gọi là giá thể đó. Thì thông thường là mai thì nó cần nhiều nước, nhưng mà lại đòi hỏi là phải thoát nước nhanh, chứ nó không chịu úng. Chẳng hạn như bạn tưới mai thì bạn có thể tưới ngập chậu, nhưng mà cái chậu của bạn là phải có nhiều lỗ để nó thoát nước, chứ không thể không thì bộ rễ nó rất là dễ úng. Cây mai nó cũng không có nhiều rễ lắm đâu, nhưng mà vì thế cho nên là cái rễ cám của nó rất là dễ bị thối, nên là bạn mà để cây mai bị úng nước là nó hư rễ. Đây là những cái cành này, là những cái cành mà nếu mà khi chúng ta tỉa chúng ta không chú ý, chúng ta thấy nó ra đẹp như vậy chúng ta tiếc, chúng ta không dám cắt đi á, thì sau này cái cành này nó sẽ chỉ cần chừng 2 tuần nữa thôi là cái khúc mới này nó nhô ra tới đây này. Cho nên là các bạn chú ý là phải cắt nó đi. Có những cái cành như thế này có phải cắt sát không? Đây là những cái cành này nè. Những cái cành này nè, chúng ta chỉ, nó sẽ không có phát triển nhiều nữa, mà nó cũng chỉ ra tới đây thôi. Bởi vì
cái nguyên tắc là nó nuôi những cái cành ngoài này, cho nên cái cành này sau này nó chỉ có một chùm bông thôi này, nó không có lá nhiều nhưng mà nó sẽ có một chùm bông thôi. Đó. Còn những cái cành mà chúng ta để lại cũng có thể tương lai chúng ta sẽ cắt đi, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa cắt, thí dụ cái cành này, bởi vì cành này nó đang rất là sung, vì thế cho nên là cái cành này nè, khả năng nếu cành này nó đẹp thì chúng ta sẽ cắt cành này đi và bẻ cành này xuống, cho nên chúng ta để lại cả hai cành. Cho nên là khi mà chúng ta tỉa cái mai á, cái nguyên tắc của nó chỉ có là cố gắng cắt cho nó mất hẳn cái bông đi, bởi vì cái bông mà chúng ta chỉ có bẻ nó đi như thế này thôi á, thì các bạn sẽ thấy cái quả nó ra rất là nhanh ở trong những cái khe này. Thế cho nên là các bạn đừng có lấy tay bẻ đi sau này nó sẽ ra quả đấy. Mà nó mà ra quả mà các bạn để cái mai của bạn nuôi quả thì cái mai chắc chắn là sẽ suy. Vì thế cho nên là các bạn chỉ giữ nguyên tắc đấy thôi. Còn phần còn lại là các bạn cắt cành nào, tỉa cành nào là do cái ý thích của các bạn. Đối với cây mai của mình, các bạn muốn hướng cái cây mai sang năm tới nó ra cái dáng như thế nào thì các bạn sẽ tính toán để mà để lại cành nào và cắt đi cành nào.